Chào mừng các em đến với bài học tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích. Có thể nói rằng, văn lập luận giải thích là một trong những kiểu bài rất quan trọng. Nó không những gắn với đời sống của chúng ta, mà còn gắn với quá trình học bộ môn ngữ văn. Nếu nắm chắc được cách làm một bài văn lập luận giải thích từ lớp 7, thì lên lớp 8, lớp 9, các em sẽ có nền tảng vững vàng về văn nghị luận. Vậy, văn lập luận giải thích là gì? Cô trò mình sẽ cùng đi tìm hiểu. Nội dung bài học có hai phần chính. Phần 1, tìm hiểu mục đích và phương pháp giải thích. Phần 2, luyện tập để giúp các em khắc sâu hơn kiến thức. Chúng ta đi vào nội dung phần 1, mục đích và phương pháp giải thích. Vậy, mục đích của giải thích là gì? Để tìm hiểu nội dung này, các em cùng đến với ví dụ. Ở đây, cô đưa ra câu hỏi: trong đời sống, khi nào chúng ta cần được giải thích? Các em biết rằng, nhu cầu giải thích của con người rất to lớn. Đôi khi, gặp một hiện tượng mới lạ, con người chưa hiểu, thì nhu cầu giải thích nảy sinh. Chẳng hạn, vì sao có mưa? Vì sao nước biển mặn? Tại sao phải bảo vệ môi trường? Đến những vấn đề gần gũi như, vì sao hôm nay em đi học muộn? Như vậy, khi con người chưa biết rõ về đối tượng, mà muốn hiểu biết về nó, thì cần đến giải thích đúng không nào? Tóm lại, giải thích là để làm rõ những điều chưa biết trong mọi lĩnh vực. Đó là một nhu cầu rất phổ biến trong cuộc sống. Và trong văn nghị luận, người ta cũng cần giải thích, nhưng thường là các vấn đề tư tưởng, đạo lý, các hành vi chuẩn mực của con người. Chẳng hạn như, thế nào là hạnh phúc? Trung thực là gì? Thế nào là có chí thì nên? Như vậy, giải thích trong văn nghị luận là làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng, đạo lý, phẩm chất, quan hệ cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người. Người ta giải thích bằng cách nào? Các em tìm hiểu sang phương pháp giải thích. Xét văn bản, lòng khiêm tốn, sách giáo khoa trang 70. Các em cùng đọc văn bản lòng khiêm tốn. Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật. Điều quan trọng của khiêm tốn là chính nó đã tự nâng cao giá trị cá nhân của con người trong xã hội. Khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn, biết sống theo thời và biết nhìn xa. Con người khiêm tốn bao giờ cũng là người thường thành công trong lĩnh vực giao tiếp với mọi người. Vậy khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng về phía tiến bộ, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng không ngừng học hỏi. Hoài bão lớn nhất của con người là tiến mãi không ngừng, nhưng không nhằm mục đích tự khoe khoang, tự đề cao cá nhân mình trước người khác. Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi thêm nhiều hơn nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại. Lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách học hỏi thêm nữa. Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu, cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi. Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình, cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên con đường đời, theo Lâm Ngữ Đường tinh hoa xử thế. Bây giờ các em sẽ trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Thứ nhất, bài văn giải thích vấn đề gì? À, chúng ta thấy vấn đề giải thích đã được thể hiện ở nhan đề, đó là lòng khiêm tốn. Câu hỏi tiếp theo, bài văn giải thích như thế nào? Cô gợi ý để các em tìm ra phương pháp giải thích. Em hãy chọn các câu nêu định nghĩa như:
Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật. Các em sẽ tìm được các câu còn lại. Khiêm tốn là chính nó đã tự nâng cao giá trị cá nhân của con người trong xã hội. Khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn, biết sống theo thời và biết nhìn xa. Con người khiêm tốn bao giờ cũng là người thường thành công trong lĩnh vực giao tiếp với mọi người. Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật. Đây là một trong những cách giải thích vì nó giúp chúng ta hiểu lòng khiêm tốn là gì. Tiếp theo, bài văn nêu ra biểu hiện của khiêm tốn. Người khiêm tốn hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại. Luôn luôn tìm cách học hỏi thêm nữa. Đối lập với khiêm tốn là khoe khoang, tự đề cao mình. Theo em, cách liệt kê các biểu hiện và cách đối lập người khiêm tốn với kẻ không khiêm tốn có là cách giải thích không? Các em thấy rằng khi liệt kê các biểu hiện của lòng khiêm tốn sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn khiêm tốn là gì và biểu hiện con người khiêm tốn là như thế nào để ta noi theo. Còn đưa ra cách đối lập người khiêm tốn với kẻ không khiêm tốn cũng là một thủ pháp nghệ thuật đối lập. Nó làm tăng thêm giá trị cho lòng khiêm tốn. Đây cũng là một trong những cách giải thích. Cuối cùng, bài văn còn chỉ ra cái lợi của khiêm tốn. Đó là đức tính tốt nên được mọi người yêu quý và giúp đỡ. Chỉ ra cái hại của không khiêm tốn. Đó là tính xấu nên bị mọi người xa lánh. Chỉ ra nguyên nhân của thói không khiêm tốn. Do con người quá tự đề cao mình, cho rằng thành tích của mình là quá mỹ mãn. Đây đều được coi là nội dung giải thích, vì nó giúp chúng ta trả lời câu hỏi tại sao phải có lòng khiêm tốn, nhằm làm phong phú thêm các cách giải thích, tăng thêm sức thuyết phục cho bài văn. Như vậy, bài văn trên đã vận dụng các phương pháp giải thích phù hợp, như nêu định nghĩa về lòng khiêm tốn, kể ra các biểu hiện của lòng khiêm tốn, chỉ ra cái lợi của khiêm tốn, cái hại của không khiêm tốn, nguyên nhân của thói không khiêm tốn. Qua bài văn này, chúng ta rút ra được các phương pháp giải thích. Đó là nêu định nghĩa, kể ra các biểu hiện, so sánh, đối chiếu với các hiện tượng khác, chỉ ra các mặt lợi, hại, nguyên nhân, hậu quả, cách đề phòng hoặc noi theo của hiện tượng hoặc vấn đề cần giải thích. Tuy nhiên, để làm được một bài văn giải thích tốt, cô lưu ý với các em một số yêu cầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bố cục của bài văn lòng khiêm tốn. Các em nhận thấy bài văn có bố cục 3 phần rõ ràng. Mối liên hệ giữa các phần chặt chẽ, mạch lạc, có lớp lang, tức là các phần các ý trong bài văn được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Từ mở bài, giới thiệu vấn đề về lòng khiêm tốn, đến thân bài, nêu định nghĩa khiêm tốn là gì, rồi chỉ ra các biểu hiện của lòng khiêm tốn và giải thích nguyên nhân tại sao con người lại phải khiêm tốn. Rồi đến kết bài khẳng định ý nghĩa lòng khiêm tốn. Ngôn ngữ bài văn trong sáng dễ hiểu và bài văn đã vận dụng các phương pháp giải thích phù hợp. Đây cũng chính là yêu cầu của một bài văn giải thích, là phải có mạch lạc, lớp lang, ngôn từ trong sáng, dễ hiểu. Và muốn làm được bài văn giải thích tốt thì các em phải đọc nhiều, học nhiều, vận dụng tổng hợp các thao tác giải thích phù hợp. Toàn bộ nội dung bài học hôm nay đã được khái quát trong khung ghi nhớ sách giáo khoa trang 71. Các em hãy cùng đọc ghi nhớ để nắm chắc kiến thức nhé. Ý thứ nhất, giải thích trong văn nghị luận là làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng, đạo lý, phẩm chất, quan hệ cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người. Các phương pháp giải thích là nêu định nghĩa, kể ra các biểu hiện, so sánh, đối chiếu với các hiện tượng khác, chỉ ra các mặt lợi, hại, nguyên nhân, hậu quả, cách đề phòng hoặc noi theo của hiện tượng hoặc vấn đề cần giải thích. Bài văn giải thích phải có mạch lạc, lớp lang, ngôn từ trong sáng, dễ hiểu.
vận dụng tổng hợp các thao tác giải thích phù hợp và các em cần đọc nhiều, học nhiều để làm bài văn giải thích tốt hơn. Sau khi các em đã nắm được lý thuyết, chúng ta sẽ vận dụng vào phần luyện tập. Chúng ta trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, vấn đề được giải thích trong văn bản, chúng ta cũng nhận thấy ở nhan đề đó là lòng nhân đạo. Các phương pháp giải thích. Thứ nhất, bài văn đã nêu định nghĩa lòng nhân đạo, tức là lòng thương người. Rồi kể ra các biểu hiện của lòng thương người, đó là động lòng thương xót trước cảnh khổ của ông lão hành khất, của đứa trẻ nhặt từng mẩu bánh ăn dở. Và mọi người thấy cảnh khổ và tìm cách giúp đỡ. Chúng ta đã tìm hiểu được văn bản này. Về nhà, các em có thể làm tiếp cho cô hai văn bản đọc thêm trong sách giáo khoa nhé. Tiếp theo, cô có một câu hỏi liên hệ mở rộng để giúp các em vừa ôn lại kiểu bài lập luận chứng minh đã học ở những tiết trước, vừa khắc sâu kiến thức về kiểu bài lập luận giải thích, đó là phân biệt mục đích, phương pháp của phép lập luận chứng minh và phép lập luận giải thích. Các em lưu ý, cả hai kiểu bài này đều là văn nghị luận, nhưng mỗi kiểu bài lại có tính chất khác nhau. Đối với văn lập luận chứng minh, mục đích là nhằm thuyết phục người đọc tin vào tính chân thật của vấn đề. Vì vậy, nó sử dụng phương pháp, dùng những lý lẽ, bằng chứng xác thực, chọn và đưa các dẫn chứng, cần thiết phải phân tích dẫn chứng để lập luận chứng minh thuyết phục hơn. Còn văn lập luận giải thích, mục đích là nhằm làm cho người đọc hiểu rõ về một vấn đề chưa biết. Vì vậy, phương pháp được sử dụng là nêu định nghĩa, kể ra biểu hiện, so sánh, đối chiếu, giải thích nguyên nhân, phân tích lợi hại. Qua bài tập này, cô đã cung cấp cho các em kiến thức, kỹ năng để nhận diện hai kiểu bài. Vì vậy, các em cần biết vận dụng phương pháp phù hợp với từng kiểu bài để bài viết của chúng ta đạt hiệu quả cao hơn. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài học ngày hôm nay. Nhưng để chào các em, chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay ở bộ môn ngữ văn 7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một tiết tập làm văn, đó là bài cách làm bài văn lập luận giải thích. Thì ở các tiết học trước, các em đã có một cái nhìn khái quát về phép lập luận giải thích. Tuy nhiên, để làm tốt một bài văn lập luận giải thích thì ngoài việc chúng ta có kiến thức phong phú, sâu rộng thì ta cần phải có cách tiến hành cụ thể, cách sắp xếp hợp lý. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em nắm được cách thức cụ thể trong việc làm một bài văn lập luận giải thích. Đồng thời chúng ta cũng biết được những điều cần lưu ý và một số những lỗi chúng ta cần phải tránh ở trong lúc làm bài. Vậy thì mình sẽ bước vào ngay cái bài học này nhé. Bài học này chúng ta sẽ có hai nội dung kiến thức lớn, trọng tâm nằm ở phần 1 lớn. Các bạn sẽ đi tìm hiểu các bước làm bài văn lập luận giải thích. Và phần thứ hai chúng ta sẽ dành một chút thời gian để luyện tập. Ta đi vào phần 1 lớn, đó là các bước làm bài văn lập luận giải thích. Thì đây là một tiết học dạy các bạn cách làm bài. Vì vậy trong tiết học này chúng ta sẽ chú trọng đến việc thực hành làm một bài văn với một đề bài cụ thể. Các bạn mở sách giáo khoa trang 84 thì sách giáo khoa cho chúng ta một cái đề bài. Đó là nhân dân ta có câu tục ngữ đi một ngày đàng học một sàng khôn, hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó. Đây chúng ta sẽ đi thực hiện thực hành làm một cái bài văn lập luận giải thích với một đề bài cụ thể này. Vậy thì trước hết thì cũng giống như việc làm một bài văn nghị luận thuộc tất cả các thể loại khác, muốn làm một bài văn thì bạn phải xác định lại
4 bước triển khai cụ thể. Và các bạn còn nhớ không ạ? Phần này chúng ta đã được học rất là nhiều rồi. Các bước tạo lập văn bản nói chung của chúng ta có 4 bước theo thứ tự, đó là bước thứ nhất là tìm hiểu đề và tìm ý, bước thứ hai lập dàn bài, bước thứ ba viết bài và bước cuối cùng là chúng ta sẽ đọc lại và sửa chữa bài. Và cũng tương tự như vậy với một đề bài văn lập luận giải thích này thì chúng ta cũng sẽ tiến hành cụ thể với 4 bước trên. Với đề bài cụ thể trong sách giáo khoa, bạn sẽ đi lần lượt từng bước, đó là bước tìm hiểu đề và tìm ý này, bước lập dàn bài, bước viết bài, bước đọc lại và sửa chữa. Cô với các bạn sẽ cùng nhau đi lần lượt từng bước này. Chúng ta đi vào bước đầu tiên, đó là bước tìm hiểu đề và tìm ý. Rồi bạn sẽ quay trở lại với cái đề văn của mình. Thì với cái bước này đầu tiên, khi mà nhìn thấy cái đề bài, điều đầu tiên các bạn làm sẽ phải là đọc thật kỹ và chúng ta thấy được những từ ngữ quan trọng ở trong đề bài. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ đi tiến hành tìm hiểu các yêu cầu của đề này, tìm hiểu kiểu loại đề này và sẽ ban đầu tìm được những ý cơ bản nhất cho bài viết của mình. Vậy thì với 2 bước này, cô cho các bạn một vài những cái gợi ý sau đây. Để tìm hiểu yêu cầu của đề, bạn có thể đặt những câu hỏi, ví dụ như đề bài thuộc kiểu loại nào, phạm vi, tính chất của đề. Và với những gợi ý như vậy thì chúng ta có được một vài những ý như là đây là một bài thuộc kiểu lập luận giải thích và đề bài yêu cầu chúng ta làm rõ một vấn đề và vấn đề này nó ẩn sau nội dung của một câu tục ngữ. Thứ hai, với phần tìm ý thì một vài gợi ý cho các bạn, chúng ta có thể tìm ý bằng cách các bạn tự đặt những câu hỏi, ví dụ như tìm ý cho đề bài trên bằng cách nào, ngoài cách tìm ý truyền thống này thì chúng ta còn những cách nào khác không và làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết tường tận được vấn đề. Và trên cơ sở những gợi ý này thì chúng ta có thêm một vài những hướng đi như là bạn sẽ phải tìm những từ ngữ then chốt trong đề, chỉ ra các ý quan trọng cần được giải thích ở trong đề đó. Và chúng ta có thể đặt những câu hỏi rất cơ bản, ví dụ vấn đề này có nghĩa là gì, tại sao lại như thế, ý nghĩa sâu xa của vấn đề và liên hệ với các câu ca dao tục ngữ tương tự thì sao. Và cũng có rất là nhiều những cách làm để chúng ta có thể tìm ý cho bài viết của mình, như là chúng ta có thể tra từ điển này, có thể tự mình suy nghĩ thấu đáo, có thể hỏi những người mà đi trước, những người mà hiểu biết hơn mình để chúng ta có những ý tưởng cho bài viết của mình. Và trên cơ sở những gợi ý này thì cô có thể tạm đưa ra một vài những kết luận cho bước đầu tiên của chúng ta, bước tìm hiểu đề và tìm ý như sau. Thứ nhất, đó là kiểu bài, các bạn sẽ phải xác định được rằng đây là một bài văn chúng ta sẽ đi giải thích vấn đề, nghị luận giải thích. Thứ hai, vấn đề cần giải thích ở đây đó là câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Và cái thứ ba, quan trọng nhất, yêu cầu đó là làm sáng tỏ câu tục ngữ. Thì bạn lưu ý ở đây điều đầu tiên chúng ta sẽ phải làm nổi bật đó là nghĩa đen của câu tục ngữ. Cách làm này nếu các bạn chỉ dừng lại ở đây thì đúng là đã giải thích câu tục ngữ nhưng mà nó vẫn rất là vắn tắt và nó chưa thể đáp ứng được cái yêu cầu hiểu rõ, hiểu sâu đối với một bài văn nghị luận giải thích. Chính vì thế mà ngoài lớp nghĩa đen này, chúng ta sẽ phải làm sáng tỏ lớp nghĩa bóng và một lớp nghĩa sâu xa của câu tục ngữ. Đó. Vậy là chúng ta đã kết thúc cái bước đầu tiên, đó là bước tìm hiểu đề và tìm ý. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là bước lập dàn bài. Đây là một trong những cái bước rất là quan trọng. Và với bước này thì yêu cầu chúng ta cần phải sắp xếp những cái ý mà chúng ta đã tìm được ở cái bước tìm ý phía trên theo một cái trình tự nhất định nhằm từng bước làm sáng tỏ nội dung của vấn đề cần giải thích mà chúng ta đã xác định. Và một trong những cái yêu cầu quan trọng của bước này là các bạn cũng cần phải nắm chắc mục đích yêu cầu của từng phần, mở bài mình làm gì, thân bài mình làm gì, kết bài mình làm gì để chúng ta triển khai cho nó phù hợp với dạng đề. Vậy thì trước hết cô sẽ cho các bạn cái dàn bài khái quát của một bài văn giải thích nói chung. Với một bài văn giải thích nói chung 3 phần, mở bài chúng ta sẽ giới thiệu cái điều chúng ta cần giải thích và chúng ta sẽ gợi ra phương hướng giải thích ở đó. Thân bài, phần nội dung chính mình sẽ lần lượt trình bày các nội dung của vấn đề cần được giải thích.
Và phần kết bài, ta sẽ nêu ý nghĩa của những điều mà ta vừa giải thích ở phía trên. Đây là cái dàn ý chung cho một bài văn lập luận giải thích. Vậy thì áp vào cái đề cụ thể mà chúng ta đang tìm hiểu, ta đang triển khai, thì cô sẽ cho các bạn một vài những cái gợi ý của dàn bài chi tiết cho cái đề văn trên. Rồi bạn theo dõi. Vậy với đề văn trên thì phần mở bài bạn sẽ phải giới thiệu câu tục ngữ với một ý nghĩa sâu xa, đó là đúc kết kinh nghiệm và thể hiện khát vọng mở rộng hiểu biết. Phần thứ hai, phần thân bài thì chúng ta sẽ lần lượt triển khai phần giải thích theo ba cái hướng mà các bạn với cô đã tìm ở cái phần tìm ý. Bạn sẽ thấy thân bài của cô sẽ có ba ý chính: nghĩa đen là gì này, nghĩa bóng là gì và nghĩa sâu xa của câu tục ngữ là gì. Trước hết ở nghĩa đen thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ bám vào câu chữ của câu tục ngữ để chúng ta giải thích. Đi một ngày đàng là gì, một sáng khôn là gì, và chúng ta sẽ làm sáng tỏ cái cách nói rất là độc đáo, đó là sáng khôn của tác giả Dương Gian. Với lớp nghĩa bóng thì các bạn sẽ phải làm sáng tỏ được kinh nghiệm về nhận thức của nhân dân ta được gửi gắm ở trong câu tục ngữ. Và với lớp nghĩa sâu thì ta sẽ mở rộng phạm vi bằng cách liên hệ với những câu tục ngữ khác để chúng ta làm rõ được lớp nghĩa sâu xa ở đây. Nó không chỉ thể hiện một kinh nghiệm mà nó còn thể hiện được một khát vọng của người nông dân xưa gửi gắm ở trong câu tục ngữ này. Đó, vậy là các bạn sẽ thấy là phần thân bài ta sẽ bám sát vào phần tìm ý ở phía trên để ta triển khai cái bài làm của mình theo ba ý rất là rõ ràng và mạch lạc. Được chưa ạ? Rồi, triển khai xong phần thân bài thì phần cuối cùng của chúng ta là phần kết bài. Thì bạn sẽ khẳng định lại ý nghĩa của câu tục ngữ sau khi chúng ta đã giải thích nó một cách rất là chi tiết cụ thể ở phía trên. Thì chúng ta sẽ khẳng định lại ý nghĩa của nó một lần nữa. Được chưa ạ? Rồi, đây là phần dàn ý chi tiết cho cái đề này. Chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ ba, bước tiếp theo, đó là bước viết bài. Rồi, giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba. Sau khi lập dàn bài, chúng ta sẽ tiến hành viết bài. Vậy thì trên cơ sở cái dàn bài chúng ta đã xây dựng được thì các bạn sẽ huy động từ ngữ này, cách diễn đạt này, để chúng ta sẽ chuyển hóa dàn bài thành một bài viết hoàn chỉnh với cấu tạo 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Vậy thì một vài lưu ý với các bạn trong quá trình chúng ta viết thành bài hoàn chỉnh như sau. Lưu ý đầu tiên đó là lưu ý khi chúng ta viết phần mở bài thì có rất là nhiều cách để chúng ta viết mở bài khác nhau. Ở sách giáo khoa trang 85-86 trình bày cái vấn đề viết mở bài này rất cụ thể. Tác giả sách giáo khoa đưa cho chúng ta ba ví dụ cụ thể với ba cách mở bài khác nhau. Cách thứ nhất đó là đi thẳng vào vấn đề, cách thứ hai đối lập hoàn cảnh với ý thức, và cách thứ ba đó là nhìn từ chung đến riêng. Nhưng các bạn lưu ý là dù làm mở bài theo cách nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải đạt được cái yêu cầu của phần mở bài, đó là chúng ta giới thiệu được vấn đề chúng ta sẽ đi giải thích ở trong phần thân bài. Cụ thể ba cách mở bài này thì các bạn sẽ theo dõi ở trong sách giáo khoa trang 85-86 rõ ràng và kỹ lưỡng hơn. Thứ hai đó là một vài lưu ý khi chúng ta viết phần thân bài. Ứng với mỗi một cách viết mở bài thì chúng ta sẽ có một cách viết thân bài tương ứng. Phần này sách giáo khoa đã lấy ví dụ cho chúng ta, khi chúng ta mở bài theo đi thẳng vấn đề thì chúng ta sẽ có cách xử lý, cách triển khai phần thân bài theo hướng đi thẳng vào vấn đề. Sách giáo khoa trang 85-86 trình bày cho chúng ta ba đoạn trong phần thân bài. Đoạn thứ nhất, ở cuối sách giáo khoa 85, tác giả đã trình bày giải thích cho chúng ta lớp nghĩa đen của câu tục ngữ, và đoạn thứ hai trình bày lớp nghĩa bóng, và đoạn thứ ba là nghĩa sâu xa. Thì phần này các bạn cũng theo dõi dùng cô ở trong sách giáo khoa một cách chi tiết và cụ thể hơn. Lưu ý thứ hai khi chúng ta viết phần thân bài đó là mỗi một ý giải thích chúng ta nên viết gọn lại thành một đoạn văn. Như vậy với bài làm này, ở phần dàn ý phía trước chúng ta đã xác định rằng chúng ta có ba ý: phần giải thích nghĩa đen, phần giải thích nghĩa bóng và giải thích nghĩa sâu xa. Thì các bạn lưu ý là chúng ta cũng sẽ tương ứng có ba đoạn văn ở trong phần thân bài. Cái lưu ý cuối cùng đó là
Chúng ta chú ý đến việc lựa chọn dẫn dắt từ phần mở bài đến phần thân bài, từ đoạn này chuyển sang các đoạn khác. Các câu trong đoạn văn, trong bài văn nó phải có sự liên kết chặt chẽ, nó phải cùng tập trung làm sáng tỏ từng khía cạnh, từng phương diện của vấn đề cần giải thích. Chúng ta có thể sử dụng những cái từ nối để chúng ta tạo ra sự liên kết giữa các phần và các đoạn với nhau. Ví dụ như là từ thật vậy này, có thể nói rằng trước hết như ta đã biết đó, những từ đó thì sẽ có tác dụng đó là liên kết các phần và các đoạn trong bài văn với nhau. Cái lưu ý thứ ba đó là lưu ý phần viết kết bài, thì tương tự như ở phần mở bài. Mở bài chúng ta có nhiều cách viết khác nhau thì kết bài cũng như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cách kết bài khác nhau. Nhưng vẫn là một lưu ý với các bạn, đó là chúng ta phải thâu tóm được những ý chúng ta đã triển khai ở phần thân bài, và chúng ta sẽ phải khẳng định lại được cái ý nghĩa, giá trị của cái vấn đề mà chúng ta đã giải thích ở phần trên. Đấy là ba phần mà cô lưu ý với các bạn khi mà chúng ta bắt tay vào viết bài. Bước cuối cùng, chúng ta sau khi viết bài, bạn sẽ chuyển sang bước thứ tư, đó là bước chúng ta sẽ đọc lại và sửa chữa. Phần này là bước cuối cùng sau khi hoàn thiện cái văn bản của chúng ta, thì sẽ đọc lại bài một lần nữa, đọc lại các phần mở bài, thân bài, kết bài, xem là chúng ta có phù hợp với đề bài, có phù hợp với cái dàn ý chúng ta đã triển khai hay không, có phần nào đi xa quá, có phần nào bị lạc đề để chúng ta chỉnh sửa, hoặc là chúng ta sẽ đọc lại để chúng ta sửa về cách dùng từ, về cách diễn đạt, về chính tả để cho bài viết của chúng ta thêm hoàn chỉnh. Đấy là cái bước cuối cùng trong quá trình tạo lập văn bản, đó là bước đọc lại và sửa chữa. Vậy là chốt lại, chúng ta đã đi xong các bước làm một bài văn lập luận giải thích. Bốn bước lần lượt các bạn lưu ý dùng cô, đó là bước tìm hiểu đề và tìm ý, đó là bước lập dàn bài, viết đoạn văn, bài văn, và cuối cùng đó là đọc lại và sửa chữa. Đây là bốn bước cơ bản để chúng ta tiến hành làm một bài văn lập luận giải thích. Vậy thì toàn bộ phần lý thuyết bài học này đã được khái quát ở trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 86, và chúng ta chốt lại là mình sẽ có ba ý cơ bản mà các bạn cần phải nắm vững cho cô. Ý thứ nhất đó là muốn làm một bài văn lập luận giải thích thì chúng ta sẽ phải thực hiện theo bốn bước. Bốn bước này thì trong suốt quá trình tìm hiểu đề vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi thực hiện từng bước một. Thứ hai, cái ghi nhớ thứ hai đó là các bạn lưu ý dùm cô ở cái bước thứ hai, dàn bài. Cái dàn bài khái quát của một bài văn lập luận giải thích, ở phần mở bài, phần thân bài, phần kết bài, các bạn cần phải nắm được chức năng nhiệm vụ của từng phần. Phần mở bài, ta sẽ phải giới thiệu cái điều cần giải thích và gợi ra phương hướng giải thích. Phần thân bài sẽ lần lượt trình bày các nội dung giải thích, và lưu ý là chúng ta cần sử dụng cái cách lập luận giải thích sao cho phù hợp. Phần kết bài sẽ nêu ý nghĩa điều được giải thích đối với mọi người. Cái nhớ thứ ba các bạn cần phải nắm ở trong bài học này đó là một cái lưu ý trong quá trình chúng ta viết bài, thì các bạn lưu ý là lời văn giải thích chúng ta cần phải sáng sủa dễ hiểu, và giữa các phần các đoạn cần có sự liên kết với nhau. Đó là phần nội dung ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 86. Phần này các bạn sẽ phải học thuộc và sẽ phải nắm thật chắc trong quá trình chúng ta làm bài. Vậy là cô và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu xong các bước làm một bài văn lập luận giải thích. Giờ chúng ta sẽ dành một chút thời gian để chuyển sang phần luyện tập ở trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa yêu cầu chúng ta tiếp tục với cái đề bài trên, và chúng ta sẽ tự viết thêm những cái kết bài, những cái cách kết bài cho đề bài mà chúng ta tìm hiểu ở phần 1 lớn. Thì như ở phần trên cô đã nói với các bạn, đó là chúng ta sẽ có nhiều cái cách viết kết bài khác nhau, nhưng mà tự chung lại thì dù viết theo cách nào các bạn cũng sẽ phải làm rõ được cái ý nghĩa của vấn đề chúng ta giải thích. Vậy thì cô sẽ đưa cho các bạn hai cái đoạn văn, hai cái đoạn kết bài để các bạn tham khảo theo hai hướng khác nhau. Cách thứ nhất, câu tục ngữ trên là một chân lý sâu sắc
và tiến bộ không chỉ đối với người xưa. Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập với thế giới, nhu cầu đi để học lấy những cái khôn lại càng trở nên cần thiết với mọi người, nhất là những người trẻ tuổi. Cách thứ hai, rõ ràng, câu tục ngữ trên là một chân lý không bao giờ cũ. Ngày xưa, con người đã cần đi để học. Ngày nay, trong một xã hội đang phát triển mạnh mẽ, con người lại càng cần phải đi để học hỏi nhiều hơn nữa nếu không muốn bản thân và đất nước mình bị bỏ lại ở phía sau. Dựa vào những cái gợi dẫn này, những gợi ý cụ thể này của cô, thì các bạn có thể tự tìm một cách viết kết bài phù hợp để làm nổi bật vấn đề. Được chưa? Rồi. Vậy thì với kết thúc bài học này thì các bạn lưu ý là chúng ta có thể tiếp tục sưu tầm một số văn bản giải thích để tự làm tài liệu học tập, tự học hỏi cái cách triển khai bài viết, triển khai các ý, trình tự các ý dàn bài, rồi chúng ta học cách xác định luận điểm, luận cứ trong một vài văn nghị luận giải thích là như thế nào. Và các bạn cũng chuẩn bị cái bài học ở tiết tiếp theo. Chúng ta sẽ có một tiết tiếp tục luyện tập về thao tác lập luận giải thích này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em ôn bài hiệu quả. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.